Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 11 tháng 7 tuyên bố họ thất vọng sâu sắc về việc một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án đối với ba nhà hoạt động nhân quyền là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi Việt Nam lập tức thả tự do cho ba ông và tất cả những tù nhân lương tâm khác và cho phép các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Phiên xử phúc thẩm các ông Thuận, Điển và Phúc diễn ra hôm 10 tháng 7 ở Hà Nội. Tòa đã tuyên y án đối với ba ông. Hồi cuối tháng 1, một phiên tòa khác đã tuyên án ông Thuận 8 năm tù giam, ông Điển 6 năm rưỡi và ông Phúc 6 năm tù giam vì tuyên truyền chống nhà nước khi đăng lên mạng xã hội các video clips bị coi là xuyên tạc các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa diễn ra ở Việt Nam. Ngoài tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ, Tổ chức Hội Anh em Dân chủ hôm 11 tháng 7 cũng ra tuyên bố ở Frankfurt, Đức, nói hội thấy rằng đó là một bản án bất công và vô lý đối với ba nhà hoạt động. Hội khẳng định các ông Thuận, Phúc và Điền chỉ sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin để bày tỏ các quan điểm chính trị khác biệt với quan điểm của chính quyền. Hội nói việc chính quyền bắt giữ và cầm tù ba nhà hoạt động là vi phạm nhân quyền. Họ cũng yêu cầu chính quyền trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ba nhà hoạt động.